không thể tin, muốn mổ bệnh nhân phải bỏ tiền mua cả bông băng và kim tiêm. Chuyện muốn mổ bệnh nhân phải bỏ tiền và ra ngoài mua vật tư y tế từ bông băng, kim tiêm với lý do bệnh viện phải chờ thầu, đó là chuyện khó tin, nhưng ở Việt Nam hiện nay là điều phổ biến. Đây không phải là chuyện mới. Từ ngày 17 tháng 6 năm 2022, Bộ Y tế của Việt Nam đã khuyến cáo về tình trạng có nhiều bệnh viện địa phương đang thiếu các vật tư y tế và thuốc chữa bệnh, chủ yếu là các loại thông dụng và thuộc thẩm quyền mua của địa phương. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến việc khám chữa bệnh cho người dân. Nguyên nhân được Bộ Y tế đưa ra đó là sau khi được đấu thầu mua sắm phục vụ công tác phòng chống dịch, còn bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc và bất cập. Tại Bình Phước, bệnh nhân phải ra ngoài mua từ bông băng, kim tiêm do bệnh viện phải chờ thầu. Ngay sau đó, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các địa phương vào ngày 23 tháng 6 năm 2022 để bàn về giải pháp cung ứng thuốc, vật tư trong ngành y tế, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho rằng do nhiều cán bộ sợ không dám chịu trách nhiệm. Câu chuyện đó tưởng là đã chuyện cũ, sau hơn một năm có lẽ tình trạng sẽ được cải thiện tốt hơn. Nhưng thực tế chuyện này lại đang xảy ra phổ biến, trầm trọng hơn ở rất nhiều bệnh viện trên cả nước. Tờ báo Tuổi Trẻ vào 25 tháng 10 đưa tin về vấn đề này với một cái tít không thể nào thê thảm hơn. Bình Phước, bệnh nhân phải ra ngoài mua từ bông băng, kim tiêm cho bệnh viện phải chờ thầu. Theo tờ báo Tuổi Trẻ đăng tải vào ngày 25 tháng 10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước đã xác nhận bệnh viện đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật y tế và người bệnh phải mua ở bên ngoài. Theo lãnh đạo bệnh viện, sau những sự cố xuất hiện từ dịch COVID-19 cùng với các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu thay đổi liên tục, dẫn đến việc lúng túng trong quá trình triển khai, một bộ phận có tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ thanh kiểm tra, không dám làm, không dám đấu thầu, mua sắm. Cộng thêm việc một số doanh nghiệp và các nhà cung cấp e ngại do liên quan đến giá cả chưa hợp lý, thủ tục thì phức tạp, khó khăn. Tờ báo Tuổi Trẻ còn cho biết thêm rằng, trước đó nhiều người dân đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước bức xúc vì dù có bảo hiểm y tế nhưng vẫn phải ra hiệu thuốc bên ngoài, mua từ bông băng, kim tiêm đến nhiều thứ khác. Trường hợp bệnh nhân Bùi Ngọc Thanh Phương sống tại huyện Bù Đăng được chỉ định mổ do gãy xương đòn. Dù có bảo hiểm y tế, bác sĩ liệt kê một loạt danh mục vật tư tiêu hao như gạc phẫu thuật, bơm, kim tiêm, chỉ, dao mổ, băng keo, mũi phẫu thuật, bộ nẹp v.v. với tổng số tiền hơn 12 triệu đồng. Người nhà bệnh nhân phải tự đi tìm mua vật dụng, vật tư y tế theo yêu cầu của bác sĩ là việc bình thường hiện nay. Vấn đề này còn đổ gánh nặng lên về chi phí y tế đến bệnh nhân khi họ phải bỏ tiền túi ra để mua vật tư y tế theo yêu cầu của bác sĩ. Nhưng trong hợp đồng bảo hiểm y tế không có quy định thanh toán các khoản chi ngoài bệnh viện, đó là chưa kể tới chất lượng thuốc mua từ bên ngoài có đảm bảo chất lượng hay không. Vấn nạn tham nhũng trong ngành y tế Việt Nam hiện nay là hết sức trầm trọng, với nhiều vụ việc như nhập thuốc giả, thổi giá trang thiết bị, sử dụng sai mục đích quỹ bảo hiểm y tế v.v. Đặc biệt trong đại dịch COVID-19, tình trạng lũng đoạn và tham nhũng trắng trợn bất chấp sinh mạng người dân của giới chức y tế cấp cao, việc hàng loạt các quan chức y tế từ trung ương đến các địa phương đã bị khởi tố bắt giam vì những sai phạm liên quan đến việc đấu thầu mua sắm vật tư y tế, thuốc men v.v. Đặc biệt là đợt dịch COVID-19 trong 2 năm 2020 và 2021 đã cho thấy điều đó. Một bác sĩ ở Thủ Đức trao đổi với tờ Thời báo chấm D với điều kiện ẩn danh cho biết lý do nguyên nhân sâu xa như sau. Đó là do trước đây người ta làm bậy, bây giờ bị thổi còi nên họ chẳng dám làm nữa. Khi không nâng giá để kiếm lời được nữa thì họ mặc kệ rồi lấy lý do vì sợ trách nhiệm, sợ bị kỷ luật mà thôi. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, một người không hề có chuyên môn về y tế, cũng xin nhắc lại vụ đại án Việt Á đã gây chấn động trong ngành y tế của Việt Nam. Đó là một vụ móc ngoặc vô tiền khoáng hậu. Công ty Việt Á đã thổi giá bộ xét nghiệm COVID-19 lên gấp rất nhiều lần và chi hồng rất lớn cho các cá nhân, đơn vị đã đặt mua mặt hàng này của công ty trong thời gian đại dịch.
đã có khoảng 70 quan chức của Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và lãnh đạo của các Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC v.v. cùng hàng loạt lãnh đạo các bệnh viện trên cả nước đã bị khởi tố, bắt giam do dính líu đến đại án Việt Á. Trong đó có hai ủy viên Trung ương Đảng là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Thành Long và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Không thể tin, muốn mổ bệnh nhân phải bỏ tiền mua cả bông băng kim tiêm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Lại chuyện lãnh đạo Việt Nam háo danh, sai băng giả để thăng tiến, bị bại lộ. Chuyện các quan chức ở Việt Nam bị phát hiện sử dụng băng giả để thăng quan tiến chức không phải là chuyện lạ. Vấn đề chỉ là có bị lộ hay không. Ai được che chắn tốt thì dù dùng đến 10 băng giả vẫn thoát và tiếp tục leo lên những chiếc ghế quyền lực cao hơn. Mới đây, truyền thông nhà nước đưa tin ông Nguyễn Công Thắng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh, vừa bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này đề nghị kỷ luật với lý do sử dụng bằng thạc sĩ giả để làm luận án tiến sĩ. Cụ thể, khi bảo vệ luận án và được cấp bằng tiến sĩ, ông Nguyễn Công Thắng đã sử dụng giấy chứng nhận văn bằng giả thạc sĩ trong hồ sơ tiến sĩ của mình. Sau đó dùng bằng tiến sĩ này để thi nâng ngạch công chức. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh sử dụng văn bằng giả. Điều đáng nói là Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là cơ quan kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên trong việc thực hiện điều lệ đảng và việc chấp hành luật pháp của nhà nước. Vậy mà ông Nguyễn Công Thắng vẫn giữ cái chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh, lại còn sử dụng bằng thạc sĩ giả mà rất lâu sau đó thì mới bị phát hiện. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Công Thắng đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh cáo buộc đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của ông đã ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức đảng và cá nhân. Tỉnh ủy Bắc Ninh đã biểu quyết thi hành kỷ luật với ông Thắng, đồng thời báo cáo sự việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo lý lịch tự khai, ông Thắng có hai bằng thạc sĩ kinh tế và ngành luật, một bằng tiến sĩ kinh tế. Ông Thắng đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Bắc Ninh từ năm 2007. Cụ thể, vào năm 2019, khi mới 36 tuổi, ông Thắng đã được bổ nhiệm làm trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh. Sau đó, năm 2022, khi mới 39 tuổi, ông Thắng lại được bổ nhiệm làm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh. Theo Facebook chính Hoàng Lý, một người thạo tin đã tiết lộ như sau. Một ông tiến sĩ cờ vua làm đoàn đội, rồi thần tốc ngạo nghễ lên ngai thành phố Bắc Ninh, nếu không bị phanh phui không chừng tiến sĩ sẽ thành cha mẹ dân nước Việt. Một ông tiến sĩ giả cầy 39 tuổi hiên ngang ngự ghế bao công phủ Bắc Ninh, khi đó tiến sĩ này được báo chí ca tụng coi là một tài năng hiếm có của nước Nam. Họ đều có một điểm chung là rất ưa rủi mải kinh sử lò Đông Đô, thích sưu tầm đủ thứ bằng cấp từ tiến sĩ cầu lông, cờ vua, tiến sĩ định và cực giỏi nghề rình ghế. Ông vừa bị giáng chức này nghe đâu là con một đồng chí cựu bí thư Bắc Ninh. Ông Nguyễn Công Thắng và bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh lúc đó là bà Đào Hồng Lan. Bên cạnh đó, vào thời gian gần đây, dư luận cũng bàn tán về việc trao chức danh giáo sư, phó giáo sư tràn lan. Giáo sư Trần Văn Nhung, tổng thư ký hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho biết, hiện nay cả nước có khoảng 1.600 giáo sư, 10.000 phó giáo sư, nhưng số lượng tham gia giảng dạy, nghiên cứu là con số rất nhỏ. Vậy mà Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 648 ứng viên của 28 ngành được đề xuất đủ tiêu chuẩn để xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư vào năm 2023. Đáng chú ý, ngành khoa học an ninh chỉ có một ứng viên duy nhất là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Công luận thấy rằng ông Nguyễn Hòa Bình không xứng đáng chức danh giáo sư vì không đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện tiên quyết
là phải tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên các đề tài nghiên cứu khoa học. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Đó là chưa kể đến trình độ thật sự của chánh án Nguyễn Hòa Bình. Theo luật sư Trần Đình Triển, trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, từng khẳng định về người bạn đồng môn của mình đại ý, khả năng pháp lý của chánh án Bình ở mức đọc một văn bản quy phạm pháp luật còn không hiểu. Được biết, ông Nguyễn Hòa Bình chỉ có một sự đóng góp ứng viên cho công cuộc phát triển đất nước là điều chưa đề cập đến cụ thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần tự hào nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Dư luận thấy rằng có lẽ phải kể đến kỷ lục về vấn đề bằng cấp, học hàm, học vĩ cũng như các chức danh của các quan chức lãnh đạo đảng. Cũng xin nhắc lại, tại vụ bê bối của trường đại học Đông Đô cấp bằng giả, đa số những người mua bằng của trường này là cán bộ, công chức tại các địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d ngày hôm nay với bản tin Lại chuyện lãnh đạo Việt Nam háo danh, sai bằng giả để thăng tiến bị bại lộ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.